Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI vừa công bố nghiên cứu Minh Bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp đánh giá các công ty đa quốc gia ở thị trường mới nổi năm 2016 này. Dựa trên các dữ liệu về thực hành Minh Bạch của các công ty này tại Việt Nam, TI nhận định các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam chưa Minh Bạch. Nghiên cứu trên được TI thực hiện lần thứ hai, đánh giá 100 công ty đa quốc gia có trụ sở tại 15 thị trường mới nổi và hoạt động tại 185 quốc gia, trong 100 công ty đa quốc gia được đánh giá, có 22 công ty có hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 13 công ty Trung Quốc. Ba lĩnh vực công khai được đánh giá bao gồm: chương trình phòng chống tham nhũng của công ty, báo cáo về cơ cấu tổ chức công ty và số liệu tài chính cơ bản tại các nước mà công ty có hoạt động. Đối với lĩnh vực công bố chương trình phòng chống tham nhũng nội bộ, 18 trên 22 công ty có hoạt động ở Việt Nam không công bố chính sách nghiêm cấm các khoản chi phí bôi trơn và 16 trên 22 công ty không công bố yêu cầu các cơ sở đại diện của họ ở Việt Nam phải tuân thủ các chính sách phòng chống tham nhũng như đang áp dụng tại trụ sở. Trong lĩnh vực minh bạch về cơ cấu tổ chức, điểm trung bình của 22 công ty nói trên là 39%. Nhiều công ty thậm chí không công bố tên của các công ty con mà họ sở hữu toàn bộ tại Việt Nam. Trong lĩnh vực công bố số liệu tài chính tại quốc gia hoạt động, có 19 trên 22 công ty hoạt động tại Việt Nam không công khai các số liệu tài chính cơ bản như doanh thu, chi phí vốn, thu nhập trước thuế, thuế và các khoản đóng góp cho cộng đồng liên quan đến các hoạt động tại Việt Nam, trong khi vẫn công bố những số liệu này ở quốc gia nơi họ đặt trụ sở.